Thưa quý vị, viêm loét dạ dày tá tràng là căn bệnh phổ biến trong cuộc sống hiện nay. Những cơn đau đến bất chợt hoặc dai dẳng gây mỏi mệt, cản trở năng suất công việc và ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người bệnh. Vậy đâu là giải pháp hỗ trợ điều trị hiệu quả bệnh lý này? Mời quý vị cùng theo dõi phóng sự được thực hiện ngay sau đây. Theo các nghiên cứu khoa học cho thấy, nguyên nhân chủ yếu gây nên viêm loét dạ dày tá tràng là do sự mất cân bằng giữa một bên là yếu tố tấn công niêm mạc dạ dày, một bên là yếu tố bảo vệ niêm mạc dạ dày. Theo đó, yếu tố tấn công niêm mạc dạ dày bao gồm sự tăng tiết axit HCL, pepsin và sự chậm làm rỗng của dạ dày. Yếu tố bảo vệ niêm mạc dạ dày chính là chất nhầy của niêm mạc dạ dày. Nguyên nhân của nó cũng khá đa dạng. Có thể là do nguyên nhân do ăn uống không phù hợp, không khoa học, dùng nhiều chất kích thích. Rồi có những trường hợp là chúng ta thấy hay gặp ở những người mà bị căng thẳng thần kinh, ta gọi là stress ấy. Đấy. Hay là cũng có những trường hợp mà chúng ta thấy là do điều trị, những cái nguyên nhân mà điều trị không phù hợp. Tiếp nữa thì là có thể là do những cái dị tật bẩm sinh về đường tiêu hóa, hoặc là kể cả có những gia đình là có những cái cơ địa, những cái gen đấy mà nó dễ viêm loét dạ dày hình tá tràng. Để điều trị hiệu quả và chấm dứt tình trạng viêm loét dạ dày thì cần phải cân bằng hai yếu tố tấn công và bảo vệ niêm mạc dạ dày. Khi tỷ lệ này ổn định thì hệ tiêu hóa khỏe mạnh, hấp thu tốt các dưỡng chất giúp giảm căng thẳng, stress, cơ thể khỏe mạnh. Hưng phải kiểm tra trước hoặc là Hưng phải nghiên cứu hoặc là xem xét những cái thành phần của sản phẩm này đến từ những cái nguyên liệu nào để đưa vào trong người của mình. Sản phẩm này được chiết xuất và được bào chế từ tất cả những điều, những cái nguyên vật liệu là thiên nhiên hết, thảo dược hết, cho nên là cực kỳ an toàn. Từ khi mà đã sử dụng thử Yakumi trong một tuần lễ thôi, nó rất là êm và cái sản phẩm này nè là viên sủi luôn, mình bỏ vào trong một ly nước thôi, 3-5 giây là cầm là uống liền lập tức. Và cái hương vị trong cái sản phẩm Yakumi lần này là một của dưa leo, cảm thấy mình dễ chịu, an toàn. Với công nghệ đột phá ứng dụng của nano lượng tử trong việc bào chế thành công viên sủi hỗ trợ điều trị viêm loét dạ dày tá tràng, Yakumi được xem là bước đi chuyển mình khi lần đầu tiên được chuyển giao công nghệ từ Nhật Bản về Việt Nam. Yakumi ứng dụng công nghệ nano lượng tử rất hiện đại, đang được các quốc gia trên thế giới ứng dụng. Với công nghệ nano có kích thước nhỏ hơn 1/10.000 đường kính của sợi tóc con người là các chấm lượng tử, có thể dễ dàng đi sâu, đi qua các mảng sinh học, xâm nhập nhanh vào các tổ chức viêm, tạo ra sinh khả dụng cao, giúp tối ưu khả năng hấp thu, giảm đau nhanh chóng trong vòng 24 giờ, ức chế và tiêu diệt vi khuẩn HP. Đặc biệt, sản phẩm này được điều chế dưới dạng viên sủi, tăng khả năng hấp thu lên đến 98 lần. Sản phẩm Yakumi được điều chế dưới dạng viên sủi sẽ giúp khuếch tán, hấp thu vào ổ viêm loét tốt nhất và loại bỏ các tạp chất có hại cho sức khỏe, tinh dầu, nhựa, chì, giúp thúc đẩy tăng tiết lớp dịch nhầy, bảo vệ niêm mạc dạ dày, đồng thời làm lành các vết loét và cải thiện các triệu chứng rối loạn tiêu hóa hiệu quả. Thời gian gần đây thì khí tài do là mình đi diễn, mình ăn uống không có điều độ, giờ rất là thay đổi. Thành ra là có những lúc mình cảm thấy bụng nó đau, sau đó thì mình bị viêm dạ dày. Khí tài biết được một cái sản phẩm mới, nó gọi là Yakumi. Viên sủi này rất là dễ uống. Lúc khí tài thì trong vòng 24 tiếng thì có giảm đau. Hiện nay, để phòng ngừa và hỗ trợ điều trị viêm loét dạ dày tá tràng, cách tốt nhất là nên duy trì và tạo dựng chế độ sinh hoạt, ăn uống khoa học hợp lý. Đồng thời, việc tìm hiểu kỹ càng khi sử dụng các sản phẩm hỗ trợ điều trị bệnh lý này cũng là yếu tố quan trọng giúp người bệnh đạt được hiệu quả một cách bền vững, an toàn. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính, thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.